Một anh chàng cầm hoa hồng thì cũng khá lãng mạn đó, nhưng mà nếu mà bác phải chọn lựa giữa một anh cầm hoa hồng với một anh đeo tạp dề thì chắc là anh đeo tạp dề đi ha, tại vì mình đã không biết nấu ăn rồi mà anh kia còn nấu ăn giỏi vậy nữa thì chắc chắn là hai vợ chồng sẽ không bao giờ bị đói. Thực ra Vi cũng không có ao ước những cái món gì đặc sắc đâu, những cái món ăn sẽ rất là bình thường thôi, ví dụ như là một bữa ăn có thịt luộc nè, có mắm tôm nè, rồi có canh chua cá nè, hoặc là thêm một cái loại rau gì đó xào.